Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 10 tháng 11 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm bên mình thì các bạn có thể lên YouTube này, các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV nhé. Đấy. Thì các bạn sẽ kích vào kênh Triệu Phú TV, các bạn kích vào đăng ký kênh này, bật chuông thông báo, và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên đấy ạ. Nhà mình rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn xem video ví dụ một cách 1-2 ngày quay về rồi nhá, tại vì những ngày cũ hơn thì mình đã bán hết rồi cho các bạn rồi nhá. Thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sản phẩm bên mình luôn. Thì sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn là gì nhỉ, hôm nay mình sẽ giới thiệu từ giá rẻ và đến đắt nhất cho các bạn này. Này, giá rẻ thì hôm nay thì mình không có giá rẻ, hình như mình có một Oppo này. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn là chiếc Oppo này, chiếc Oppo A7s. Thì hôm nay bên mình lại về được con Oppo A7s này. Đấy. Đấy. Con Oppo A7s thì hôm nay bên mình về được con này, cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Màn hình con Oppo A7s này thì là bên mình của nó là tràn viền nhé, màn hình của nó là tràn viền hơn 6 inch. Pin của nó thì là pin hơn 4000 các bạn nhé. Đấy, dung lượng là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Vỏ con này thì có cũ phải theo thời gian các bạn nhé. Đấy, Oppo A7s này. Con Oppo A7s này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.500.000. Đấy. Chỉ với giá là 1.500.000 thôi. Các bạn đã sở hữu cấu hình là RAM 2, bộ nhớ 16, pin hơn 4000, màn hình hơn 6 inch, rất là rẻ. Đấy, A7s này hơn 6 inch này. Và bạn nào thích sản phẩm Oppo A7s này thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất. Một dòng mình số này mình do Zalo, và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số tại mình, và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để mua bán, giao lưu và trao đổi điện thoại cũ mới. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về được con bạn này, là con bạn là con Vinmart Joy 3 các bạn nhé. Vinmart Joy 3 đây, con hôm nay buổi tối ngày hôm nay bên mình lại về được con này là con Vinmart Joy 3. Con này của nó là phiên bản của nó là 32GB các bạn nhé. Màn hình con Vinmart Joy 3 này là màn hình của nó là 6.5 inch, Full HD cộng đấy. Màn hình là 6.5 inch, Full HD cộng. Con này thì khách mua đầy chưa được 1 tháng các bạn nhé. Thì hôm nay cắm thanh lý bên mình hết hạn này đấy. Con này thì là khách mua chưa đầy được 1 tháng này. Con này thì nó được thiết kế là 3 camera này, một đèn flash và vân tay này. Màn hình thì là 6 inch nhé, 6.5 inch nhé, HD cộng, các bạn dùng rất là sướng đấy ạ. Đây, camera rất là sắc nét luôn. Đấy. Đây, camera cực kỳ là sắc nét luôn. Con Vinmart Joy 3 này thì hình ngoại hình của nó thì là còn 90/90%, máy đẹp leng keng luôn. Đấy, con này thì là mới ra nhé. Con Vinmart Joy 3 này thì là phiên bản của nó là 32GB. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.600.000 nhé. Được cái là con Vinmart này thì là được cái là trang bị viên pin của nó, viên pin dung lượng viên pin 5000 các bạn nhé. Đấy, pin thì 5000, các bạn khỏi phải chê luôn. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân, hoặc là các bạn em nhỏ mà ví dụ mà học sinh các kiểu ấy, mà dùng những sản phẩm mà vừa vừa tiền ấy, thì các bạn mua những sản phẩm cũ như này được, dùng rất là ok. Đấy, chỉ với giá coi như là 1.600.000 thôi, máy đẹp lên keng. Tội gì các bạn đi mà mua mình mới hơn 2 triệu đồng. Đây, con này chỉ với giá là 1.600.000 thôi, thì chỉ cần bỏ thiếu một cái hộp thôi là thành máy mới nhá. Tội gì các bạn phải mua máy mới. Đấy. Con này là Joy 3 nhá. Phiên bản là 32GB. Màn hình thì là 6.5, pin thì 5000. Bên mình đang bán bạn với giá là 1.600.000. Bạn nào thích sản phẩm Vinmart Joy 3 này, các bạn nhận hàng mình là sớm nhất nhá. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức. Thì là các bạn nào mà đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức là chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc trước cho mình 50k, 100k và 200k là tiền phí ship tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhé. Đấy. Và sản phẩm bên mình thì có lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng. Nên là các bạn mua sản phẩm bên mình thì yên tâm và ok. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được SIM Villa nghe gọi. Thứ nhất là nghe gọi và thứ hai là vào mạng cả năm. SIM Villa nghe gọi vào mạng cả năm này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 350k. Chỉ với giá 350k thì các bạn là sở hữu là được cái thứ nhất là được cái ưu tiên ưu đãi nhiều nhất là cái ưu đãi là vào mạng cả năm, không phải phát SIM 1000 nào.
Còn nghe gọi thì các bạn nếu mà muốn gọi đi đâu thì các bạn phải nạp tiền vào để gọi nhá. Đấy, có hai chức năng. Một là nghe gọi và thứ hai là vào mạng miễn phí cả năm. Đấy, bên mình chỉ bán với giá các bạn giá là 350k thôi, rất là rẻ nhá. Đấy, một năm các bạn đầu tư 350k cũng nói chung là quá là rẻ. Còn hơn các bạn đăng ký như gói V90 gửi 191 chẳng hạn, 9 10 90 tháng là 900.000, hơn 1 triệu rồi các bạn. Đấy. Nhưng mà sim này có cả chức năng nghe gọi và vào mạng nhá, rất là rẻ nhá. Máy những bạn nào dùng hai sim ấy, các bạn có thể là mua thêm một sim vào mạng cũng được. Đấy. 350k các bạn nhá, có hai tính năng sim vào mạng với cả nghe gọi các bạn nhá. Bạn nào không thích mua máy có thể là vào bên mình chọn mua sim cũng được. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được cho các bạn là chiếc con này là chiếc Lốt 7FE. Lốt 7FE thì hôm nay thì bên mình lại về cho các bạn tất cả là 4 cây nhé. Đó, 4 cây Lốt 7FE. 4 cây Lốt 7FE. Đấy. 1, 2, 3, 4 này. 3 cây màu bạc này. 3 cây Lốt 7FE màu bạc này. Đấy. Và một cây màu xanh các bạn nhé. Lốt 7FE màu bạc màu xanh này. Thì là 4 cây này của nhà mình này, 4 cây này của nhà mình đều là bản Hàn này, một sim nhá. Đấy, bọn này các bạn có thể lên hai sim, về các bạn lên hai sim cũng tùy được. 4 cây Lốt 7FE. Đấy. 4 cây Lốt 7FE bản Hàn, một sim. Bọn này thì tất cả bọn này thì là máy còn zin áp suất luôn các bạn nhá. Đấy, 4 cây Lốt 7FE của mình này đều là máy còn zin áp suất luôn. Bản Hàn một sim nhá. Còn các bạn nào muốn xung xài hai sim các bạn có thể là về lên hai sim, dùng vô tư, ok luôn, vô tư luôn. Đấy, Lốt 7FE. Đấy. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua qua về con Lốt 7FE này cho các bạn nhé. Từ đây mình ship qua cái cấu hình con Lốt 7FE này. Lốt 7FE. Thì mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn này. Thì là con này thì là màn hình của nó ấy. Màn hình con này thì là gì nhỉ? Màn hình con này là tràn viền 5,7 inch nhé. Đấy, màn hình con này là tràn viền 5,7 inch. Cấu hình con này Lốt 7FE là RAM 4GB. Con này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB nhé. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con Lốt 7FE này thì được chạy là chip Exynos 8890 nhân 8 nhân nhé. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình con này độ phân giải của nó là 2K nhé. Đấy, cho camera các bạn này. Các bạn khỏi phải chê luôn, màn hình độ phân giải 2K. Các bạn xem phim 2K, 4K, 8K cực kỳ tuyệt vời. Đấy, tất cả đều là bản Hàn một sim, máy còn zin áp suất. Đấy, thì là bọn này thì mình vừa về lô này xong. Lô này tình trạng thì là bị vỡ kính thôi. Đó, nhưng mà được cái là máy zin thì mình sẽ bán luôn cho bạn, nên là mình bên mình thì không hay sửa chữa. Mà. Thứ nhất là bên mình thì nói chung là không sửa chữa. Đâm là mình nhập được như thế nào thì mình sẽ bán luôn cho bạn như thế luôn. Đấy, để cho bạn dùng. Bạn nào thích rẻ, các bạn có thể là mua rẻ. Bạn nào thích đắt thì trên thị trường con Lốt 7FE này thì đang bán với giá các bạn là hơn 3 triệu đồng. Nhưng mà bên mình đang bán lại giá cực kỳ là rẻ thôi. Đây, con màu xanh này. Máy đẹp leng keng xà beng này. Đấy. Đấy, màu bạc này. Máy nói chung là máy cũng đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy, lưng đẹp nhá. Nói chung là máy đẹp nhá. Đấy, màu bạc này cũng đẹp. Đấy. Mấy con này thì tình trạng chỉ nứt kính nhá. Đấy, nứt kính màn hình thôi. Đấy, Lốt 7FE thì mình sẽ vào coi như là nghe nhạc xem phim cho bạn. Đấy, nói chung là xem nghe nhạc của bạn khỏi chê luôn. Dùng thích lắm. Mình sẽ vào nghe nhạc cho bạn. Máy Hàn zin nguyên bản dùng sướng lắm bạn. Đây, mình sẽ vào cái nhạc cho bạn luôn. Đấy. Nghe các bạn nghe nhạc cực kỳ là phê nhá. Đấy. 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 Nghe nhạc cực kỳ là phê luôn. Đấy, con này thì là sẽ có rất nhiều tính năng nhá. Mở khóa thì nó có hai tính năng mở khóa. Hình như mình sẽ vào tính năng coi như là mở khóa cho bạn này. Đây xong. Đây. Mở khóa có rất nhiều tính năng này. Nó có hai tính năng là một là mồng mắt và hai là vân tay. Này có nút hôn vân tay này. Lốt 7FE thì có hỗ trợ là cái bút Eiffel này. Đấy, các bạn dùng có bút Eiffel rất là sướng nhá. Bút Eiffel các bạn dùng có thể bảo vệ này. Các bạn dùng vẽ cực kỳ tuyệt vời. Đây. Lốt 7FE. Đấy. Bây giờ các bạn đây có mục ghi chú nữa, các bạn ghi chú cực kỳ ok đây, như ghi chú đấy. 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 Đấy, rất là ok nhá, các bạn có thể ký nữa nhá.
Đấy, lốt 7 FE thì hôm nay bên mình lại về được là 4 cây. Thì tình trạng mình sẽ báo tình trạng từng con một nhá. Mình sẽ báo ba con màu bạc này trước này thôi. Con này mình sẽ báo con này đẹp trước này. Con này tất cả máy rung bình thường thì chỉ bị hơi nứt kính tí đây thôi các bạn nhé. Đấy. Đấy, các bạn thì nứt kính tí thôi. Các bạn nào muốn đẹp các bạn thể là về đi ép lại được mất có vài trăm nghìn thôi. Còn các bạn nào mà không muốn ép thì các bạn có thể là đi dán miếng cương lực coi như là full màn hình. Nói chung là dán miếng cương lực full màn hình thì hầu như nó sẽ che hết rồi. Nó sẽ khít hết rồi. Đấy, có con Note 7 FE này thì bên mình đấy, mở khóa này, mình tính năng mở khóa nó rất là thích này. Đấy. Đấy. Các bạn có thể là quét hai cái mắt vào đây nhé. Các bạn quét hai cái mắt đây là sẽ vào là mở khóa luôn các bạn nhé. Rất là thích ạ. Con này nó chỉ bị nứt một tí đấy thôi. Đấy. Nứt tí thôi các bạn nhìn rất là mờ nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.300.000 các bạn nhé. Con này màu xanh, đẹp leng keng này, máy còn zin áp suất. Con này chỉ tí đây thôi, bên mình đang bán giá là 2.300.000. Tất cả là màn hình đẹp nhé. Không ảm ố hay không lưu ảnh gì này. Bốn cái này của nhà mình đều màn hình đẹp, không ảm ố hay không lưu ảnh gì. 2.300.000 có lốt 7 FE màu xanh này các bạn nhá. Đấy, các bạn nào mà không muốn ép các bạn thể là dán cường lực full màn hình. Còn các bạn nào muốn ép các bạn đi mất vài trăm nghìn thôi là đẹp, leng keng xà beng luôn. Nhưng mà cứ để một zin nguyên bản để dùng thì sướng hơn. Đấy các bạn. Con này 2.300.000 các bạn nhá. Đây và tiếp theo là con này thì đây. Này, con này thì là cũng màn hình đẹp, không ám ố. Nó chỉ bị lứt một tí đây thôi. Đây, con này thì hơi bị bên ria thế này. À, con này thì mình cũng thanh lý. Đây, con này. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.200.000 nhé. À, tí chỗ này thôi. Mình sẽ bán bạn giá là 2.200.000 luôn. Nói chung là mua sao bán vậy cho bạn luôn, cho nó nhanh. Con này là 2.200.000 nhá. Máy đẹp len keng đi ạ. Và tiếp theo là con này là con đấy đi. Con này thì nó vỡ một ít phần đầu này. Để một ít đây. Đấy. Đây, con này. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.000.000 này. Đấy, mình sẽ xả luôn cho bạn 2.000.000 luôn. Rẻ hơn cả giá màn hình nhá. Đấy. Bị lứt một tí đây mới một tí đấy thôi. Mình sẽ xả cho bạn với giá là 2.000.000 đồng nhá. Các bạn nào muốn đẹp các bạn thể là dán cơ lực full màn hình mà là đẹp luôn luôn, len keng xà beng luôn. Con này thì máy đẹp len keng xà beng luôn, nó 7 viên đấy ạ. Đấy, bạn nào muốn đẹp về đi ép lại được các bạn nhé. Đây, và con này đây, con này thì nó vỡ bị bên này. Đây, vỡ từ mía này ra đây. Đấy, con này thì mình cũng thanh lý bạn giá là 2.000.000 đồng luôn. Đấy, con này thì mình cũng xả luôn cho bạn là 2.000.000 đồng. Cho các bạn nào thích về dùng trải nghiệm cũng được nhé. Đấy, tất cả màn hình đẹp, không ám ố, không lưu ảnh gì, mà không bị lỗi vặt gì nhé. Con này thì mình sẽ xả các bạn hai con này đồng giá là 2.000.000 đồng nhé. Hai con 2.000.000 và một con 2.200.000 và một con 2.300.000 nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Note 7 FE này các bạn nhân hàng mình sớm nhất nhá. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay bên mình lại về con này là con LG G7. LG G7 thì hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được một chiếc LG G7 màu hồng. À, con này là màu mận chín nhá. Đấy. LG G7 con này là màu mận chín. Đấy. LG G7 màu mận chín. Thì mình sẽ nói sơ cua qua về con này. Đây, LG G7 thì con này cũng là màn hình của nó là tràn viền là 6.1 inch, độ phân giải màn hình con này là độ phân giải của nó là 2K nhé. Con LG G7 thì nó là chạy con chip Snap là 845, thì là cấu hình của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con LG G7 của mình là máy đẹp len keng luôn này. Đấy, con này là bản Hàn, con này là bản Hàn một sim, máy còn zin áp suất nhé. Con này là bản Hàn một sim, máy còn zin áp suất luôn. LG G7 này, máy màu mận chín này. Con LG G7 này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 3.200.000 nha. Đấy. Con này thì bản Hàn có hỗ trợ là cái chip âm thanh, của cái chip âm thanh mà các bạn nghe nhạc ấy. Nó hỗ trợ cái chip âm thanh loa ngoài nghe rất là sướng á. Các bạn nào nghe nhạc của LG G7 thì có chơi luôn. Đấy. Đấy. Hỗ trợ chip âm thanh các bạn nghe nhạc cực kỳ là tuyệt vời. Mà xem phim của nó là xem phim 2K, 4K, 8K thì cực kỳ là tuyệt vời nhá. Con LG G7 này. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 này các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhá. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đây thì mình sẽ thanh lý luôn cho con Nokia này. Đấy. Con này Nokia 8.1 nhá. Đấy. Con này là phiên bản mình sẽ Nokia 8.1 này. Đấy. Đấy, con này là Nokia 8.1. Con này là phiên bản 2 SIM nhá. Nokia 8.1 của nó là 2 SIM.
thì mình sẽ rớt được Nokia 8.1. Con này thì là màn hình của nó thì là màn hình của nó là tràn viền 6,1 inch nhé. Màn hình cực kỳ to, tràn viền 6,1 inch. Nokia 2.1 này. Đây và camera của nó. Đấy. Thì là Nokia 8.1 này thì là pin con này là pin 3500. Thì con này là chạy chip, con này là chạy chip Snap là 7710 nhá, nhân 8 nhân. Thì là con này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con Nokia 8.1 này tình trạng thì là máy thì bị vỡ kính màn hình nhá. Hôm nay thì mình vừa mới nhập lại của khách. Này con này thì bị nẻ kính màn hình. Thì con này thì là nói chung là mình mua sao thì mình bán vậy. Thì tất cả bình thường chỉ bị mỗi nẻ kính màn hình nhá. Đấy, con này thì bên mình thanh lý các bạn giá là 1.500.000. Con Nokia 8.1 ạ. Bạn nào về thích đẹp ấy, các bạn có thể là đi ép lại được cũng được. Đấy, các bạn cứ đi ép lại kính cũng được nhá. Đấy, con Nokia 8.1 này bên mình đang bán các bạn giá là 1.500.000. Con này thì là chạy chip Exynos, phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, rất là rẻ. Năm 2020 thì các bạn mua điện thoại rất là rẻ. Thì theo lời khuyên của mình thì các bạn nên mua hàng online, không thì các bạn nên đi mua hàng online. Tại vì mua hàng online thì các bạn ngồi ở nhà, các bạn thể lên các shop, các bạn xem giá điện thoại và các bạn lướt shop shop này và lướt shop khác không bị ngại. Ví dụ các bạn mua thì cửa hàng gần các bạn ấy, các bạn ra các bạn vào mà các bạn mà xem nhiều máy ấy, mà các bạn không mua thì các bạn lại gì nhở? Rất là ngại. Còn các bạn mà các bạn mua hàng online, các bạn xem, các bạn không ưng shop mình, các bạn thể shop sang shop khác. Và có rất nhiều lựa chọn nên là các bạn nên đi mua hàng online cho các bạn nhá. Đấy, con này thì bên mình đang bán với giá là 1.500.000 thôi. Các bạn mua về trải nghiệm, tặng ông bà, bố mẹ, người thân hoặc em nhỏ rất ok. Hoặc các bạn nào không thích, các bạn có thể là về dán miếng cương lực vào dùng cũng được. Hoặc về đi ép lại cũng được, thì bên mình thì không sửa chữa. Mình mua sao mình bán vậy cho các bạn luôn, 1.500.000. Mà đã sử dụng là phiên bản là 64GB chip Exynos rồi. Nói chung là quá là rẻ luôn nhá. Đấy, một siêu phẩm Nokia lúc thời mới ra gần 10 triệu này. Bây giờ chỉ với giá là 1.500.000 cho các bạn. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về con này là con Samsung, con này là Samsung gì nhỉ? Đấy. Samsung con này là A01. A01 thì con này còn bảo hành gì nhỉ? Hơn 11 tháng nhá. Con này thì là khách đây. Con Samsung A01 thì con này thì bảo hành là còn là hơn 11 tháng của chính hãng của Samsung. Phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Con A01 này thì đã là chạy được Android 10 các bạn nhé. Đấy. Máy thì đẹp lên keng xà beng luôn. Con A01 này. Đấy. Máy đẹp lên keng xà beng này luôn. Đấy. Máy đẹp lên keng xà beng luôn. Con A01 này thì là mình sẽ xem mấy cấu hình con. Hình như là pin cũng khỏe mà. Con A01 này thì pin cũng khỏe. Xem dung lượng pin cho các bạn nhé, xem là pin bao nhiêu nghìn cho các bạn dễ. Mình sẽ xếp vào trang thứ dữ liệu chuẩn nhất. Pin con này pin 3000 các bạn nhé. Màn hình con này là màn hình 5.7 inch HD cộng, pin thì pin 3000. Con A01 này thì bên mình đang bán cho các bạn giá là 1.500.000. Máy đẹp len keng xà beng, chỉ thiếu một hộp là thành máy mới. Thì là con này thì là còn hơn 11 tháng bảo hành nhá, chính chính hãng nhá. Nên các bạn yên tâm sử dụng ạ. Hai camera, một tiền flash, tặng kèm các bạn cái ốp theo máy luôn, 1.500.000 con 500k con A01 đấy các bạn nhá. Đấy, ốp rất là xinh, ốp chắc có người yêu. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con gì nhỉ? Con này là con Huawei Nova 3i nhá. Đấy, giới thiệu điện thoại này. Con này là Nova Huawei 3i này. Đấy. Con này là Huawei Nova 3i, phiên bản nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 128GB nhé. Đấy, con này chạy phiên bản do Android là 9.0 rồi. 9 rồi. Đấy. Nova 3i này. Màn hình con này là hơn 6 inch. Đấy. Dùng rất ok. Con này thì là máy đẹp len keng xà beng luôn các bạn nhé. Đấy. Con Nova 3i này thì máy đẹp len keng xà beng. Mặt sau thì có khách thì có dán là miếng chống xước luôn này. Đấy, con này thì rất nhiều tính năng mở khóa này. Con Nova 3i này thì là kính con này tình trạng của nó là kính chỉ bị sứt đây thôi. Đấy. 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 Kính bị sứt rồi, các bạn có thể là mua một miếng dán coi như là full màn hình. Các bạn dán vào cũng được. Con Nova 3i này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.800.000 nhá. Đấy. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.800.000 con Nova 3i. Đấy, chỉ với giá là 1.800.000. Các bạn sở hữu cấu hình là 128GB rồi.
tội gì các bạn không mua máy cũ lao thân vào máy mới làm gì đâu. Đấy, chỉ sức mũi tí kính ấy thôi. Đấy, các bạn dán miếng mua mình dán full màn hình vào ấy, các bạn có thể để dùng. Tại vì máy này là máy zin nguyên bản mà, đâm là mình bên mình là không muốn sửa chữa, được cái là máy zin nguyên bản. Mình mua sao mình bán luôn cho bạn cho nó dễ nhá. 1.800.000 con Nova 3i này các bạn nhá. Đấy, camera kép này, vân tay các kiểu, ok. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con này là con LG G6 phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. Con LG G6 này phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con LG G6 này thì là máy đẹp len keng xà beng luôn. Đấy, LG G6 máy đẹp len keng xà beng. Con này tình trạng là máy bị nứt một tí lưng, tí chỗ lưng này thôi chứ. Đấy, nứt một tí chỗ lưng thôi. Các bạn màu đen này đẩy kỹ thì mình thấy có bình thường không thấy nhá. Con này thì mình sẽ tặng kèm một cái bảng ốp luôn. RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này LG G6 này thì mình sẽ xem nó là chạy chip Exynos. Con này là Exynos chip gì nhỉ? Con này là chip Snap 821 nhá. Con này là chip Snap 821. Con LG G6 này. Con LG G6 này thì bên mình đang bán loại giá là 1.500.000. Đấy. Hai camera vân tay này. Con này thì là màn hình của nó là độ phân giải là 2K nhá. Con LG G6 này là 1.500.000 cho các bạn nhá. RAM 4, bộ nhớ con này là 32GB. Đấy, LG G6 rất là rẻ. Rất nhiều điện thoại cũng giá rẻ cho các bạn. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Samsung S8 Plus. Đấy. Buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con S8 Plus. Con này là bản công ty, hai SIM hai sóng. Con S8 Plus này thì là con này thì là màn hình của nó là đẹp. Không ám. Đấy, màn hình đẹp không ám. Nó chỉ bụi hơi lưu một tí chỗ này thôi. Lưu một tí chỗ này thôi. Đấy, chỉ lưu một tí chỗ này thôi. Con này thì bên mình đang bán loại giá là 3.400.000 nhá. Con S8 Plus này, con này là bản công ty, hai SIM hai sóng. Thì là ngoại hình con này thì còn độ 90%. Này. S8 Plus này, con này là bản công ty, hai SIM hai sóng. Đấy. Con này thì bên mình đang bán loại giá là 3.400.000. Thì S8 Plus thì là màn hình con này thì mình sẽ thành đọc cho bạn luôn. S8 Plus thì là con này thì là màn hình của nó là tràn viền này 6.2 inch. Thì là độ phân giải màn hình con này cũng là 2K cộng nhé. Con này là phiên bản nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB chứ sao ấy. Mình sẽ xem bản phiên bản là RAM bao nhiêu GB cho các bạn nhé, chi tiết luôn. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình đẹp không ám, chỉ hơi bị lưu tí chỗ này thôi. Bên mình đang bán giá là 3.400.000 nhé. S8 Plus đấy ạ. Đấy, S8 Plus đấy ạ. Này. Đấy. Này, nói chung là camera cực kỳ là sắc nét. Màn hình 2K mà. Nói chung là màn hình 2K thì bạn khỏi phải chê luôn. Quá là hoàn hảo luôn. Đấy. S8 Plus tặng kèm các bạn cái ốp này theo máy này luôn. 3.400.000 các bạn nhá. S8 Plus này ạ. Này, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình đã về được hai con này là hai siêu phẩm lót 8. Lót 8 thì hôm nay nhà mình về được hai con, một con màu xanh này và một con màu đen. Lót 8 thì mình sẽ nói sơ cua qua về cấu hình cho các bạn. Thì là màn hình con này là màn hình là tràn viền 6.3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Phiên bản con này là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con lót 8 này, hai con lót 8 này của bạn nhà mình thì là bản Hàn, hai SIM hai sóng. Một con máy màu đen này, máy đẹp len keng luôn. Đấy. Và một con màu xanh này, máy cũng đẹp len keng luôn. Và con Note 8 này thì mình cũng giới thiệu quá là nhiều rồi, các bạn cũng đã rõ về cấu hình của nó rồi. Thì là Note 8 máy đẹp len keng xà beng này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.750.000 nhá. Đấy, chỉ với giá là 4.750.000 các bạn sở hữu sản phẩm Samsung Note 8 đấy ạ. À, bản Hàn, hai SIM hai sóng, máy zin nguyên bản luôn các bạn nhá. Nhà mình này về được hai chiếc, một chiếc màu xanh và một chiếc màu gold các bạn, à màu đen các bạn nhá. Note 8 đấy ạ. Máy đẹp len keng. Hai con này của nhà mình đều màn hình đẹp nhé. Đấy, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Lót 8 cho mình. Đấy, màn hình đẹp không ám ố hay không lưu ảnh gì. Bên mình đang bán với giá là 2 triệu gì nhỉ? Sorry các bạn là 4.750.000 các bạn nhỉ. Lót 8 đấy. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về con này là Samsung Z7 Pro. Đấy, Z7 Pro. Thì hôm nay mình vừa mình thâu lại của khách. Con này thì là phiên bản quốc tế nhé. À sorry các bạn, con này là phiên bản công ty. 2 SIM 2 sóng. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con Z7 Pro này thì con này là gì nhỉ? Pin của nó là pin 3K6 thì là ngoại hình con này thì còn 90 trên 90%.
Con này thì là khách kiểu ngày xưa kiểu bị vỡ kính một lần đấy, khách ép sang màu đen nhá. Thực chất là máy màu gold nhưng mà khách con này lại ép kính sang màu đen. Con này thì nó là màn zin nhá, không phải là màn OLED hay HIC gì nhá. Con gì nhỉ? Con Z7 Pro này, con này là màn công ty nhá. Màn công ty thì chỉ là ép kính thôi, màn zin ép kính thôi. Chứ không phải là màn HIC và màn màn OLED nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.600.000 con Z7 Pro này. 1.600.000 nhá, Z7 Pro này. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro đấy bạn nào thì sớm nhất nhá. 1.600.000 Z7 Pro các bạn nhá. Đây là màn xịn nhá. Chỉ là ép sang kính màu đen thôi các bạn nhá. Đấy, Z7 Pro đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu với các bạn chiếc là Samsung A8 2018. Thì A8 2018 thì con này là bản Hàn, một SIM. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con A8 2018 này thì là ngoại hình thì con này thì còn 90%. Máy thì phải phẩy đôi chỗ nhá. Vỏ thì có phải phẩy đôi chỗ ạ. Đấy, thì máy cũ rồi thì cũng không thể tránh được. Con A8 2018 này thì bên mình đang bán với giá là 2.200.000 nhá. Đấy, con này là màu gold, bên mình đang bán với giá là 2.200.000. Thì con này thì nhất là nhỏ gọn, không to quá mà không nhỏ quá, cầm rất là chắc tay luôn. Đấy, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân rất ok ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 đấy các bạn hàng là sớm nhất nhá. Đấy, và cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về, hôm nay nhà mình lại về được chiếc cái này, chiếc iPad mini 2. Mini 2 này của nhà mình thì là bản, con này là bản gì nhỉ? Bản Wi-Fi các bạn nhá. Máy ngoại hình thì còn 90%. Con mini 2 này thì bên thị trường đang bán với giá là hơn 3 triệu đồng. Nhưng mà bên mình chỉ bán các bạn giá là 2.600.000 các bạn nhá. Con mini 2 thì là bản Wi-Fi. Thì nó có hỗ trợ là Wi-Fi này, quay phim, chụp ảnh, iMac. Nói chung là mini 2 thì chạy khỏi phải chê luôn. Con này là phiên bản 16GB nhá. Đấy, bản con này là bản 16GB này. Đấy, bản con này là bản 16GB. Đấy, mini 2 thì 16GB các bạn nhá. Nói chung là mình sẽ thử vào mạng YouTube xem phim cho các bạn luôn. Mini 2 này, nói chung là mini 2 chạy nhanh lắm. Này. Nói chung là lướt quá là nhanh luôn. Mini 2 khỏi phải chê. Đấy. Đây. Đấy. Mini 2 có hỗ trợ là coi như là hai camera này. À sorry các bạn này. Con này nó là hai loa ngoài nhá, loa ngoài, hai loa ngoài. Và chân sạc của nó. Đấy. Các bạn nghe nhạc cực kỳ là phê luôn. Đấy. Đây còn con này thì là chân sạc của nó, chân sạc là Type-C nhá. Con này là chân sạc là gì nhỉ? Sorry các bạn, chân sạc của iPhone 4 à 5 6 7 8 9 10. Đấy, chung nhau tất nhá, rất là thích. Con này thì mini thì là pin con này là pin hơn 6000. Thì là màn hình con này thì là màn hình của nó là gì nhỉ? 7,9 inch gọi là 8 inch. Các bạn mua về cho các em nhỏ học học online tại nhà này, đọc báo, xem phim, vào mạng nghe nhạc cũng rất ok nhá. Tại vì Wi-Fi thì ở đâu bây giờ cũng có Wi-Fi mà, nên các bạn cứ yên tâm sử dụng thôi. Đi đâu bây giờ cũng có Wi-Fi mà. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm iPad mini 2 này bên mình đang bán với giá là 2.600.000 này thì các bạn có thể hàng mình sớm nhất nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình có ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng nào sản phẩm mình thì các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp mình để đặt hàng nhá. Ưu tiên các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc các bạn xem video mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn lại với tối ngày mai nhé.